Võ Hạ Trâm thổ lộ suy nghĩ từ tận đáy lòng trước khi lấy chồng Ấn Độ. Võ Hạ Trâm không ngần ngại dành nhiều lời có cánh tới chồng. Võ Hạ Trâm đã chính thức kết hôn với chồng doanh nhân người Ấn vào năm 2019. Sau khoảng 2 năm vào tháng 7 năm 2021, nữ ca sĩ hạ sinh con gái đầu lòng. Cho đến nay cặp vợ chồng người đẹp đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân êm đềm, hạnh phúc. Mới đây Võ Hạ Trâm lần đầu tiên đã chia sẻ suy nghĩ của bản thân trước khi tổ chức đám cưới với chồng Ấn Độ. Ngoài ra người đẹp còn không ngần ngại dành những lời có cánh tới ông xã ngoại quốc. Cụ thể nữ ca sĩ đã nói lên những câu nói từ tận đáy lòng, cuộc gặp gỡ nào cũng đều có nhân duyên của nó. Nhưng chưa bao giờ mình nghĩ lại có sự gắn kết với vùng đất này đến thế. Và cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp gỡ, yêu rồi kết hôn với anh, người đàn ông Ấn Độ tuyệt vời. Sau khi ngắm nhìn những khoảnh khắc tình bể bình trên, cư dân mạng đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm của vợ chồng Võ Hạ Trâm, chồng chị nhìn thật hiền hậu. Chụp ảnh chị mãi mãi hạnh phúc, chị thích mấy tấm này của hai vợ chồng ghê, qua tới bên đây vẫn ăn cẩu lương, chị cũng có nét giống người Ấn ạ. Tại thời điểm khi mới tổ chức đám cưới, Võ Hạ Trâm từng chia sẻ về ông xã, bạn chồng, không biết showbiz là gì. Cũng chẳng có khái niệm gì về các công việc liên quan tới nghề nghiệp của vợ. Bạn chồng, ngại đám đông, không thích trưng diện, không thích, xịt nước hoa và lúc nào cũng mang đôi giày. Đầy bụi đá vì ngày nào bạn cũng 12 tiếng tại nơi làm việc của mình. Nhưng cả bạn chồng và bạn vợ đều tự hào về điều đó.